Dạ vâng, chào mừng các bác đã đến với kênh bán hàng của em Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Thì mới nhất trong ngày hôm nay em tiếp tục lấy về một mẫu xe Daewoo Lachetti sản xuất 2007, một con xe thương hiệu của Hàn Quốc. Thì sau đây em mời các bác cùng em xem tổng thể chiếc xe này. Dạ vâng, thứ nhất ta nhìn vào biển số con xe, biển 29A26612. Thì con này được đăng ký và sản xuất tháng 12 năm 2007 các bác nhé. Con này nó là cuối năm 2007 rồi, nó gần sang 2008 rồi nên nó là form mới rồi. Tại vì là đời của Lachetti là đời cuối 2007, bắt đầu gần sang 2008 là bắt đầu là cái dòng Lachetti nó lên form mới. Đó, thì con này nó lên form rồi, lên form mới rồi các nhé. Thì sau đây mời các cùng em xem tổng thành chiếc xe này. Con xe được nguyên bản trang bị mâm đúc luôn và màn hình âm thanh rất là hay. Đăng kiểm thì còn rất là dài. Đăng kiểm đến tháng 7 2020. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật về theo ngày tháng. Bác nào xa có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để đặt cọc em nó. Dạ vâng, dòng xe Lachetti này là một chiếc xe đi rất là khỏe, một chiếc xe thương hiệu của Hàn Quốc, đồ đạc phụ tùng rẻ dễ thay. Một con xe khá là được nhiều người yêu thích, rất là phổ thông luôn. Tại vì sao? Bản thân của nó form dáng thể thao rất là đẹp, đi rất là đầm, khỏe. Đồ đạc phụ tùng rẻ dễ thay. Đấy, dáng rất là lịch sự đúng không ạ? Form rất là đẹp. Thì mấy hôm nay em lấy về rất là nhiều Lachetti cho các bác mua về sử dụng. Đó. Đây ta nhìn thấy sau chiếc xe, con này biển số cũng đẹp, 29A26612. Đó, một mẫu xe khá là ok. Vậy sau đây em mời bác cùng em xem nội thất của chiếc xe. Nội thất của con này khá là ok. Đây, nội thất có ghế da, màu tự tựa như là màu xe luôn, nên là rất là đồng màu đúng không ạ? Phần tắp lô của chiếc xe. Đó. Lô chiếc xe. Màn hình đầy đủ góc nhé, màn hình đầy đủ hết. Đó, ghế sạch đẹp, trần nguyên bản luôn nhé, trần lỉ nhé. Đó, trần lỉ nguyên bản luôn. Mời các bác xem ghế hàng sau của chiếc xe. Đây là người ngồi ghế sau của chiếc xe. Đó, đây. Nguyên bản để sau đằng sau luôn nhé các nhé. Đó, hàng rất là, nói chung là rất là rộng đúng không ạ? Vì ghế sau ngồi rất là thoải mái luôn, khá là thoải mái cho người ngồi phía sau của chiếc xe, rất là rộng. Rồi, sau đây cho bác xem cái cúp cửa đồ đằng sau của chiếc xe. Cúp cửa đồ đằng sau của chiếc xe này Lachetti khá là rộng luôn các nhé. Đây, em mới lấy về nên chưa dọn gì, hơi bẩn tí nhưng mà khá là rộng rãi đúng không ạ? Các bác lấy về chịu khó vệ sinh tí là ok. Đó, nguyên bản để đây thì rất là chất luôn. Dưới đây có lốp dự phòng nhé, và kia đã được dán chống ồn rồi nên là khá là ok, dán giỏi rồi. Ok, sau đây mời các bác cùng em xem phần khoang máy động cơ của chiếc xe. Đây em sẽ lổ máy cho bác xem. Máy con này lổ rất là chất luôn, nhưng phải nói là đi dòng Lachetti này rất là khỏe các bạn, máy nó đi cực cực khỏe luôn, rất là đầm. Đó, máy đã lổ các bác nhé, lổ rất là êm đúng không ạ? Oh, cho các bác xem phần khoang máy động cơ. Đây, phần máy đây. Máy móc con này thì đi quá chất rồi, đi rất là thích luôn. Đây là mua về sử dụng gia đình các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đây, trên này nguyên bản là lỉ theo xe đây. Đó, bên này cũng vậy, chưa bị mất nhá. Đây là rất là nhiều con, những cái trên này nó bị mất hết rồi. Máy con này thì khỏi suy nghĩ đi, đi càng đi càng bốc. Nói chung là con này đi xuống đó các bạn. Đặc biệt là dòng Lachetti này có một cái ưu điểm là điều hòa rất là mát. Điều hòa của nó cực cực mát sâu luôn, âm thanh thì hay. Em hát đi lênh đênh giọt buồn. Rồi, ok. Dạ vâng, đó là tổng thành của chiếc xe Daewoo Lachetti sản xuất 2007. Một lần em xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.